em nha. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Rồi đó, bạn gái với bạn trai sao? Nãy giờ em nó thích rồi, nên là giờ còn thích nữa. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Mời em ngồi. Chúng ta giới thiệu về mình nha. À, em tên là Huỳnh Nguyễn Việt Xuân. Năm nay em 26 tuổi, hiện sống và làm việc ở Long An. Em làm nghề gì? Dạ, em làm kỹ thuật viên bên công ty về sơn ạ. Làm ở Long An nhưng mà huyện nào? Huyện Bến Lức á. Bến Lức luôn. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh với lại chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Kiều Anh, em quê ở Kiên Giang. Em 25 tuổi và đang là kế toán, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp lận anh. Vậy là về tới Bến Lức cũng dạ, hơi... Dạ không sao, trên quê em là Kiên Giang nên là trên đường về nhà em là cũng qua nhà ảnh. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Ưu điểm của em là hiền lành. Nếu có vợ thì biết phụ vợ làm việc nhà. Ồ, cái này hay à. Được. Mặc dù em không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Dạ. Nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Đói thì cũng bực bội, khó chịu. Đói quạo đúng không? Quạo, quạo. Giống anh nó đói quạo rồi, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Rồi bạn gái. Bù lại cho bạn kia là em biết nấu ăn anh. À, tốt dạ, quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự khen. Tự tin thôi, có gì đâu em. Vậy hỗ trợ cho nhau được rồi. Còn gì nữa em gái? Dạ, em nấu ăn cũng giỏi, cũng rất nghiên cứu về nấu ăn lắm. Rồi. Nên là bạn đó có thể về thử món ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm. Vậy hả? Ngủ rồi lố giờ sao về đâu nấu ăn? Vậy là chắc để anh bị đói, mà anh bị đói là anh sẽ quạo. Sao em sẽ canh giờ. Canh giờ ha. Nếu mà hai đứa mẹ có anh thì sẽ canh giờ. À được, dễ thương quá. Bây giờ em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được mối tình. Một mối tình. Bao lâu rồi em? À, em mới nói được 9 tháng nhưng mà cách đây một năm. Lý do tại sao chia tay? À, nghĩ chơi. Bạn gái nào có người mới? Vậy là cũng chưa sâu đậm gì lắm đúng không? Rồi từ đó đến đây 5-6 năm, lý do tại sao mình vẫn không tìm được người nào? Lúc đó thì em nhỏ là em khoảng 19-20 tuổi. Ừ. Bây giờ mình đã mong muốn thật sự có bạn trai chưa? Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp bạn đó thì cứ tiến tới hôn nhân thôi. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em thôi. Giờ hối quá rồi không? Trời ơi, em về quê em nói là ai cũng nói con ơi, có chồng chưa? Con gán có chồng đi. Bạn trai thì sao? Đó, bên dạ, đây là hối rồi nghe. Bạn trai rồi. Sao? Dạ, tình em rồi, đã trải qua 3 mối tình nè. Mối tình gần nhất đây thì em quen được khoảng 1 năm thì chia tay. Có 1 năm rồi hả? Dạ. Vậy cũng mới quen sơ sơ à. Có mối tình nào quen dài hơn năm không? Có mối tình quen lâu thì khoảng 4 năm, thời còn đi học, học sinh à. Rồi qua trải qua các mối tình đó, mình rút kinh nghiệm là mối tình kế tiếp này mình phải làm gì để mình giữ vững mối tình đó cho suốt cuộc đời luôn? Đó là phải hai người phải quan tâm nhau là... Đúng rồi, quan tâm tin tưởng nhau là được. Nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được, chứ bên đây là hối lắm rồi á. Dạ đúng rồi anh, chừng nào anh cưới được anh. Khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu là có thể được thì mình tiến tới thôi. Dạ thôi miễn cưỡng đi, 1 năm cũng chịu được đi. Miễn cưỡng 1 năm ráng chịu ha. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì cũng hơi lùng lùng, nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi. Em muốn mét mấy? Bên đây dạ, mét 9 á. Ôi trời, hút tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6, mét 7 thôi, nhưng mà trả giá xíu xuống vẫn được. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại đó. Còn gì nữa không em? Dạ, bạn đó thì nói chung là không mập không ốm, vừa người là được, ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu là được. Rất gọn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Tính gia trưởng nè, em thích bạn đó tính tình thoải mái, phóng khoáng xíu đi. Người miền Tây đừng có lo em. Đừng lo ha. Ừ. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm là như thế nào? Dễ thương rồi, hợp tính thì mình tiến tới. Em thích bạn nữ biết nấu ăn nè. Được rồi. Dạ. Chỉ cần dễ thương là được thôi, đàn trai là yêu cầu dễ lắm. Ồ, dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Anh lại mắc cỡ quá. Cái gì đâu mắc cỡ. Em phải là một người con gái rất là năng động đó. Tươi à. Anh thích cái tính đó. Tươi. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Em phải cố gắng chứ, tại em kiếm chồng. Kiếm chồng. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó.
Uống rượu hút thuốc thì em vẫn chịu được, nhưng mà có mức độ thôi, mình vừa vừa thôi. Bạn bên đây thì chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu hút thuốc nhiều đâu. Mặt rất là thư sinh. Trời chết, ta thích quá. Trời, bình tĩnh đi cô ơi, vậy tôi coi rồi tôi xử lý cho. Trong cuộc sống anh thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Vậy mà ế ha. Bởi vì em nói anh chịu rồi. Rồi, đàn trai cũng chịu đàn gái rồi nha. Được. À, về ngoại hình thì có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Cười đẹp là được chứ. Cái điểm nào em không thích không? Bạn nó hói đầu bụng phệ nữa. Ghét cái vụ hói đầu lắm nha. Trời ơi, bên này hói quá hói luôn. Bụng phệ quá phệ luôn. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Ngày ăn ba bữa thôi à. Đây mập cỡ chừng này chắc 8 mấy ký á. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có hẹn hò ở thành phố nè cũng được vậy. Ừ. Một tuần 2-3 ngày cũng được. Nói chạy bên, từ Long An nói lên Bến Lức với gần Sài Gòn. Gần à. Bến Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới hả? Vậy đi rồi đường có, đường cao tốc có quẹo cái rào là tới rồi, đúng không em? Dạ. Dạ đúng rồi. Mà đi xe hơi. Rồi mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, cho vợ con mình sau này chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định. Ừ. Ở chung với bố mẹ. Ừ. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Tính hay cằn nhằn rồi quản lý nhau quá. Hẹn như mình đi chơi hay đâu mà cứ hỏi đi với ai, đi mấy người, bao giờ về, quản lý nhau quá thì em không thích lắm. Vậy chứ em đi chơi với ai? Thì ví dụ mình đi cà phê với bạn thì mình có nói là đi với bạn vậy thôi. Là phải tin tưởng nhau đúng tin không? Tin tưởng nhau. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu lý tưởng em mà dễ thương là như Jimmy cũng được. Trời ơi sao cao dữ. Không, cô này thông minh lắm á. Thông minh, lanh lợi, năng động. Ha, bây giờ ăn thua là hai người coi có hợp với nhau hay không thôi ha. Dạ. Sao chị? Thì được, đẹp trai hơi mập thôi. Em trai đi với ai? Dạ, em nay em đi với lại anh trai với lại bạn. Ê, em cũng chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Thì em là Lam, em là anh hai của Hoàng Xuân. Thì về cái khoảng cách đó, ở dưới nhà em lên trên đây cũng không xa lắm đâu. Tại vì bản thân em là minh chứng rồi. Em đi làm sáng đi chiều về quận 3 Sài Gòn. Mỗi ngày? Mỗi ngày. Em nghĩ hẹn hò giữa hai em thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Em nghĩ là vậy. Sao anh đi làm trên này anh không lên đây ở luôn đi? Tại vì gia đình cũng đơn chiếc á, cũng anh em á. Rồi cái nhà mình đang ở cũng là nhà thờ tổ ông bà. Thì ba mẹ cũng muốn bán ở trên quận 10 nè. Thì ba mẹ cũng muốn là anh em ở chung trong gia đình vậy đó. Còn trường hợp mà dù như sau này hai em mà đến với nhau á, mà em có muốn ở riêng thì cũng vô tư thôi, bình thường không sao. Bến Lức giờ ngon lắm nha em. Dạ. Không giỡn nha. Ba mẹ thì cũng thoải mái. Vậy Sưng nhậu dữ không? Sưng nó nhậu được. Nhậu được. Nói chung là Sưng nó cũng có gen di truyền của ông. Còn ba với em thì không có nhậu. Mà hôm nay anh trai nhìn thấy cô em gái này như thế nào? Nói chung là nhìn em cũng dễ thương, nhìn mặt cũng hiền hậu, thì đặc biệt là dân miền Tây mình nữa thì cũng rất là hợp với nhau. Hai em thì cũng nên cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu với nhau. Em nhìn thấy anh trai vậy là em đoán đó bên kia nó vậy đó. Anh với Sương là giống nhau á. Thấy sao? Dạ được, được rồi. Đã nhìn anh trai mà đẹp trai là chắc em cũng đẹp rồi. Trời ơi. Quan trọng lúc nãy anh nghe em nói là em thích nụ cười đẹp á. Dạ. Thì em nghĩ là nụ cười con Sương có thể là cuốn hút em. Anh tin là vậy. Nhưng mà anh trai có chấm cô này chưa? Được không? Nói chung thì em thì nghĩ là chỉ cần Xuân nó tìm được một cái bạn mà hiểu nó, thông cảm, chia sẻ thôi. Rồi biết nấu ăn là cũng một lợi thế. Tại Xuân nó cũng thích ăn ngon. Cô này nấu ăn ngon, tự tin đúng không? Dạ. Vậy là ngon tự rồi. Trong nhà thì cũng ba mẹ cũng thoải mái, cũng không bắt buộc em phải làm dâu hay làm gì đó, cứ thoải mái. Nói chung là tại anh vì còn anh nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi, thì anh cũng làm được việc hết rồi, nhà cũng có chị dâu đó, thì nói chung thì cũng thoải mái lắm. Anh cũng nghĩ là sẵn hai em cũng đến chương trình này rồi thì cũng có cái duyên với nhau, thì anh nghĩ là nên hai em nên cho nhau một cái cơ hội bấm nút để tìm hiểu rồi biết đâu đó có thể tương lai chúng ta là người gia đình. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái, chị họ, với lại đồng nghiệp của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào em. Đối với tiêu chuẩn của em đưa ra thì em thấy anh này là nói chung đẹp trai là thứ nhất, nụ cười là duyên rồi đó. Nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. Hồi nãy anh Quỳnh Linh có nói là mập, không mập đâu em. À. Rất là người vừa người em ạ. Thấy chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em người em cũng thích nữa. Dạ. Chị ơi, em cũng muốn lên đó. Chị ơi, của em. Không, em nhường. Chị nhường cho em liền. Nhưng mà ý là em cũng thấy anh này là tính có vẻ là rất là hiền. Rồi ăn mặc thì có vẻ chỉnh chu hơn. Em của em thì nhìn ở ngoài tiếp xúc cũng hiền, nhưng mà
đụng chuyện thấy cũng mạnh mẽ lắm luôn. Hơi men đó, phải không? Nam dạ, tính dạ, không? Hơi men á. Bên nam mà thấy thư sinh mà bên nữ thấy men. Nhìn vậy thôi chứ không phải nhưng vậy quan đâu. Quan trọng là tôi thích men nhưng tôi thích con trai không á. Dạ, cái đó là hỏi em thôi chứ chứ em cũng không biết là thích trai hay thích gái luôn. Trời ơi, vậy luôn á hả? À. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Thời gian dành cho hai bạn em nha. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Rồi đó, bạn gái với bạn trai sao? Nãy giờ em đã thích rồi, nên là giờ còn thích nữa. À, anh thì anh thấy em rất là dễ thương mà, da trắng dễ thương. Hẹn hò thì mình có hẹn hò ở thành phố hay gì đó cũng được. Giờ muốn hẹn hò với em là anh phải chạy từ nhà anh lên chỗ em hả? Ừ, vậy đó. Thế giờ anh định tuần hẹn mấy lần? Tuần 2-3 lần cũng được. À, 2-3 lần cũng được ha. Ừ. Gia đình bán ở quận 10 mà. Anh làm thành phố luôn kìa. À, vậy là yên tâm rồi. Nếu rảnh qua bán rượu luôn cũng được. Anh có biết uống rượu không? Ít ly, uống ít ly thôi. Biết hút thuốc không? Không à. Ít ly là y một lít đó em. Y một lít. Uống là có ly rồi đúng không? Nhưng mà uống ra uống hoài không bỏ được uống cái ly. Uống ly mà một lần anh cũng ít à. Dạ được rồi. Nói chung là cô cũng được hết trơn. Làm như muốn chồng tới nơi rồi. Em hát bài tặng bạn trai nghe đi em. Thuyết phục ảnh đi chứ chị thấy là em là muốn rồi đó. Nên em thuyết phục ảnh đi. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ mưa ngâu, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Trời. Luyến lên chứ em nữa ha. Khắc đáp liền em trai. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngang con đường, cùng anh đi bán sơn. Đi đến những nơi xa xôi, đi đến những nơi à, anh quên mất rồi. Có chút rụt rè. Nói chung là anh trai hơi nhút nhát. Nói chung là có ý là được rồi. Anh thấy anh sao? Xinh, dễ thương. Hợp với lại ý thích của anh. Biết nấu ăn nữa là anh thích lắm á. Dạ biết. Ừ. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà tại vì em thường hay nghiên cứu món ăn lắm, nên là có những cái thứ mà em mới nấu lần đầu á. Cũng được, để anh thử cho. Kể một vài món cho anh nghe coi anh hấp dẫn không? À, canh chua, cá kho, thịt kho, gì đại loại là để ăn cơm bình thường thôi, gỏi gì này kia thôi. Còn những cái món mà cao sang, nhà hàng quá thì em phải nghiên cứu từ từ. Vậy là nấu cơm cho gia đình ăn được rồi. Dạ. Ủa nhưng mà anh không biết nấu thiệt luôn hả? Anh không biết nấu nhưng mà anh phụ em được. Phụ được đúng không? Ừ. Chung là miễn cưỡng thì được đúng không? Được, anh phụ này lặt vặt rồi đó. À lặt vặt được hả? Phụ là được rồi. Ừ. Chứ đừng có để mà tự nhiên để đó em làm một mình ơn xong rồi bỏ em bơ vơ đó. Trời em làm thì kỳ quá. Bơ vơ. Nửa tiền bạc về đó, làm giữ ai giữ? Tiền bạc thì chắc anh đưa em giữ. Anh nhiều khi anh cũng không giữ được. Chắc rồi nha, nhớ nha. Thôi bây giờ tôi thấy nãy giờ ở dưới nói bạn nữ thì men rồi. Nãy giờ thấy bạn nữ tấn công bạn nam cũng nhiều rồi. Bây giờ bạn nam phải chứng tỏ mình là nam nhi đại trượng phu. Bây giờ em làm gì đó có thể em tiến lên nắm tay cổ hoặc là nói một cái gì đó. Nói một cái gì đó hoặc em tỏ tình gì với cổ coi. Anh xin phép được nắm tay không ạ? Dạ thôi nắm đi. Em có yêu bản thân của em không? Dạ có. Em thì làm tình địch với anh đi nha. Hả? Dạ em làm tình địch với anh nha. Hiểu không? Hiểu rồi. Tôi không hiểu gì trơn vậy. Thôi em hiểu được rồi. Ý là em nói là em yêu bản thân em. Anh cũng sẽ yêu bản thân em. Cho nên là hai người sẽ làm tình địch. À hôm nay tôi được khai sáng. Cao siêu quá. Bà Mai thua. Em có thể nói ý nghĩa món quà hôm nay em tặng cho bạn đi. Dạ. Thứ nhất là anh không phải tặng hoa. Tại vì hoa là để em nhìn nó tàn úa. Thứ hai là anh cũng phải tặng son. Tặng son thì mỗi lần đi với anh thì em cũng bị phai thôi. Chứ anh tặng cái gì? Để anh tặng gì? Anh tặng nước hoa. À, lưu giữ mùi đúng không? Ừ. Còn em món quà em tặng anh là một quyển sách mà em rất là yêu thích. Nhưng mà anh về coi sách thôi. Còn cái bìa ngoài là đừng để ý. Tại cái bìa ngoài em tự gói nên nhìn không có được đẹp lắm. Không sao, quan trọng tấm lòng là được. Dạ, tấm lòng là được. Dạ. Thôi đủ rồi, cặp này đủ rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nhấn nút là chúng ta tiến xa hơn đến cái chuyện kết hôn với nhau, chứ phải nhấn nút để chúng ta uống cà phê với nhau nha. Hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1
2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Phần quà của em đi nào. Nắm tay nhau đi. Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu. Hôn nhau. Em thích phép chạy em hôn em gái rồi chạy. Bây giờ em gái hôn em trai cái mới hay nè. Dạ, mạnh mẽ mà. Đúng rồi, có gì đâu. Dễ thương gì đâu. Rất dễ thương. Anh thích những người như vậy đấy. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Thank you.